Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, thực trạng chính sách kiểm soát dịch COVID-19 thiếu đồng bộ, khắt khe tại nhiều địa phương đã khiến không ít doanh nghiệp khóc dở méo dở trong tình hình hiện tại. Đơn đặt hàng tăng mạnh, thị trường xuất khẩu phục hồi nhanh, muốn mở cửa, doanh nghiệp phải cử người đi lại thu mua, gặp gỡ đối tác, nhưng không ít người bị cách ly luôn bằng nhiều cách khác nhau. Đang trong khu cách ly tập trung tại Bến Tre, bà Ngô Tường Vi, phó giám đốc công ty xuất nhập khẩu Chánh Thu Bến Tre cho biết, dù đi từ vùng xanh về nhưng do mới tiêm một mũi vaccine phòng chống COVID-19 nên chính quyền yêu cầu bà cách ly tập trung 7 ngày và thêm 7 ngày cách ly tại chỗ. Theo quy định mới do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành có hiệu lực từ ngày 19 tháng 10, những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 vẫn phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày đến địa phương và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Theo bà Vi, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 ở các tỉnh còn ở mức thấp, trong khi còn không ít địa phương có những yêu cầu khác biệt đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và sản xuất. Đặc biệt càng khó với đội ngũ quản lý doanh nghiệp do tính chất công việc phải thường xuyên di chuyển để ký kết, triển khai đầu tư. Ông HV, chủ một dự án tại Kiên Giang cho biết, cũng vừa di chuyển bằng máy bay tới Kiên Giang. Dù đã tiêm 2 mũi vaccine cách tối thiểu 14 ngày và xét nghiệm âm tính COVID-19 còn hiệu lực, nhưng vẫn bị yêu cầu tự theo dõi sức khỏe một tuần. Nói khéo là vậy, nhưng thực tế là cách ly tại nhà. Dự án đang trong giai đoạn triển khai để chuẩn bị cho mở cửa du lịch. Ông V bị ảnh hưởng không nhỏ vì phải ngồi yên một chỗ. Vừa cập nhật cuối ngày 19 tháng 10, ông V được thông báo địa phương đã điều chỉnh. Nhưng theo doanh nhân này, Bộ Y tế quy định trường hợp đạt điều kiện di chuyển thì cá nhân chỉ cần tự theo dõi sức khỏe. Nhưng nhiều địa phương lại hiểu rằng đó là cách ly tại nhà, doanh nghiệp đành chịu trận. Ông V đề nghị Bộ Y tế cần làm rõ hơn khái niệm tự theo dõi sức khỏe để hạn chế tình trạng mỗi nơi hiểu một kiểu. Nếu không, sẽ là rào cản rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế khó hồi phục như kỳ vọng. Bà Lê Thị Xuyến, Tổng Giám đốc Công ty Chế biến Gỗ Thuận An ở Bình Dương cho biết, địa phương không yêu cầu sản xuất 3 tại chỗ và không yêu cầu giấy xét nghiệm COVID-19 với người từ nhiều địa phương khác. Nhưng việc đưa nhân lực lên nhà máy tại một vài tỉnh khác chưa thuận lợi, do địa phương này vẫn kiểm tra, kiểm soát với người ngoài tỉnh. Theo ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh, đơn hàng xuất khẩu đang tăng nhanh, thậm chí nhiều doanh nghiệp có đơn hàng sang giữa năm sau. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp trong ngành hiện chỉ có khoảng 40-60% lượng lao động so với bình thường. Thậm chí nhiều đơn vị có số lượng lao động giảm mạnh, dẫn đến nhà máy đóng cửa hoặc sản xuất cầm chừng. Theo ông Phương, các địa phương lân cận như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An có lượng lớn lao động di chuyển qua lại để đi làm. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã nới lỏng hơn, nhiều tỉnh thành vẫn yêu cầu khắt khe, dẫn đến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong phục hồi nguồn lao động. Nhiều doanh nghiệp đề nghị Trung ương chủ động rà soát để thống nhất các biện pháp chống dịch với tiêu chí cụ thể hơn. Ông Nguyễn Chánh Phương đề xuất, hiện tỷ lệ lao động được tiêm đủ 2 mũi tại nhiều doanh nghiệp còn ở mức thấp nên khó thỏa tiêu chí của nhiều tỉnh. Do đó, các địa phương cần phải xem lại phương án phòng chống dịch để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất. Theo bà Ngô Tường Vi, Trung ương cần tính lại quy định phòng chống dịch để đảm bảo không địa phương nào được làm khác. Có như vậy, doanh nghiệp chủ động đáp ứng. Đồng thời, nên có cơ chế di chuyển đặc thù với đội ngũ chủ doanh nghiệp. Bà Vi cho biết, khó đi lại trong thời gian dài nên doanh nghiệp tồn đọng nhu cầu công tác giao dịch ở các địa phương lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương. Do đó, nếu không kịp thời tháo gỡ, sẽ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn. Bên cạnh thực trạng trên, nhiều tỉnh thành mới đây đã thay đổi quy định đối với người dân ra vào địa bàn. Việc làm này đã tạo sự thông thoáng hơn hẳn cho nhu cầu đi lại, giao thương của người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, theo văn bản chỉ đạo mới nhất, 10 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại các cửa ngõ giao thông ra vào tỉnh Phú Thọ sẽ tạm dừng từ 6 giờ ngày 20 tháng 10. Tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các địa phương nơi có địa điểm đặt chốt chỉ đạo các lực lượng tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh, tổ chức bàn giao và bảo quản tài sản, cơ sở vật chất theo đúng quy định để có thể kích hoạt lại ngay căn cứ tình hình diễn biến dịch. Giao Công an tỉnh tiếp nhận, quản lý hệ thống camera giám sát tại các chốt để lắp đặt, sử dụng khi cần thiết. Từ 12 giờ trưa ngày 20 tháng 10, Hòa Bình giữa chốt kiểm soát dịch, tỉnh vẫn yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai và duy trì các điểm khai báo y tế tại các tuyến đường láng Hòa Bình.
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố duy trì và triển khai các điểm khai báo y tế tại các tuyến đường vào địa phương, kiểm soát chặt chẽ người qua lại các tuyến đường mòn, lối mở, tuyệt đối không để người về từ vùng dịch mà không biết, không khai báo y tế. Hòa Bình là một trong số địa phương tiên phong trong việc nới lỏng về điều kiện ra vào tỉnh. Cũng từ hôm nay, Bạc Liêu sẽ thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết 128. Người vào Bạc Liêu không phải làm thủ tục xin phép, chỉ cần khai báo y tế. Người chưa tiêm vaccine thì ưu tiên cách ly tập trung. Đối với người không thể tự chăm sóc, người từ 60 tuổi trở lên, có bệnh nền, thai phụ, người dưới 18 tuổi được cho cách ly tại nhà. Cụ thể, đối với người vào Bạc Liêu từ khu vực nguy cơ thấp, cấp 1, người chưa tiêm vaccine phải theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và thực hiện 5K. Tất cả trường hợp còn lại không phải cách ly y tế và đi lại không hạn chế. Người về từ khu vực nguy cơ trung bình, cấp 2, người chưa tiêm vaccine phải cách ly 7 ngày, sau đó theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày, thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Sở Y tế. Tất cả trường hợp còn lại không phải cách ly y tế và đi lại không hạn chế. Người về từ khu vực nguy cơ cao, cấp 3 và nguy cơ rất cao, cấp 4, được yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính, còn hiệu lực trong 72 giờ. Đà Nẵng đã có sự thay đổi trong các biện pháp phòng chống dịch. Trong công văn tối ngày 19 tháng 10, do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến ký nêu rõ, người về từ vùng ở cấp độ dịch cấp 1, cấp 2 sẽ tự theo dõi sức khỏe. Đối với người đến về Đà Nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 3, cấp 4, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước thời điểm vào thành phố. Đối với người đến về Đà Nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 4, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước thời điểm vào thành phố. Với những người tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh, sẽ cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và thứ bảy. Người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy và ngày thứ 14. Tại Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Tấn Hiển hôm qua cũng đã ký ban hành văn bản tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tương đương cấp độ 1. Người từ địa bàn có dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 về Cần Thơ không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại. Người dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và thực hiện 5K. Người đến về thành phố Cần Thơ từ địa bàn có dịch cấp độ 3, cấp độ 4 phải thực hiện giám sát, xét nghiệm cách ly theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Bộ Y tế. Người ngoài tỉnh vào Bến Tre từ vùng cấp độ 1, cấp độ 2 được đi lại. Người về từ vùng cấp độ 3, cấp độ 4 phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ và tùy theo từng đối tượng sẽ phải theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nhà trong 7 ngày. Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh ký ban hành quyết định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch. Trong đó, quy định người dân Hậu Giang đi ra ngoài tỉnh trở về hoặc người từ địa phương khác vào Hậu Giang thì không thực hiện cấp giấy đi đường nhưng phải thực hiện 5K. Cụ thể, người khỏi COVID-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú và thực hiện 5K, hạn chế tiếp xúc. Người đã tiêm đủ liều vaccine, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện 5K, thực hiện test nhanh vào ngày thứ nhất tại cơ sở y tế khi vào Hậu Giang, trừ trường hợp test nhanh còn giá trị trong 72 giờ. Người chưa tiêm đủ liều vaccine cách ly tập trung 7 ngày, sau đó theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú thêm 7 ngày, đồng thời thực hiện xét nghiệm 3 lần. Người chưa tiêm vaccine cách ly tập trung 14 ngày và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm 4 lần. Nối lại đi lại, không chia cắt, cắt cứ mỗi địa phương là mong mỏi của tất thảy người dân cũng như các doanh nghiệp. Song trong tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp và diễn biến khác nhau tại mỗi địa phương, dẫn đến những quy định khác nhau, thậm chí là khắt khe tại mỗi địa phương, gây khó khăn cho việc giao thương, sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo đúng đắn và quyết liệt từ chính phủ, cùng với sự chung tay của người dân, chắc chắn COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi và mong mỏi nối lại đi lại, phát triển sản xuất sẽ không còn xa nữa. Và thông tin trên cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.